Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Sườn Máy Gia Rí nha các bạn. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn về dòng những con mô tô mới về. Các bạn nhìn đi, một hàng mới về nhìn rất là kinh khủng luôn. 1, 2, 3, từ 150cc tới là 800 nha mọi người. Nguyên ngày nay về chục con mô tô. Những em mà gọi là đợt này về siêu đẹp cho anh chị và các bạn luôn. Đấy, Z800 rồi là Z650. Đó, 650 thì mình nghĩ cái màu này gọi là rất đẹp luôn, rất đẹp, ít khi có. Bèo 300 cực đẹp cũng mới về. Đây, R15 nữa này. Về 4 con R15 toàn hàng đẹp thôi. 4 con R15. Một con GDX đỏ. FZ cũng mới về. Có cái con gì lạ anh? GD110. GD110 đó. GD. Đẹp đi. Suzuki GD. Đó. Rồi, chắc là mình sẽ cố gắng mình báo giá cho anh chị và các bạn ha. Chi tiết từng con. Rồi cho anh em nào mua thì mình liên hệ số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và tôi cuối 8 hoặc 0976741725. Rồi, chắc là mình đi từ đầu con Z8 rồi quay lại đi. Z8. Z8 này mình sẽ nhờ anh Phong nổ máy rồi kỹ cho anh chị và các bạn. Con này cũng lên là khá là nhiều đồ. Lên này bây giờ thắng tay côn chống đổ, bảo vệ lốc máy, bô bọng đủ. 2016. Cái loại này là chưa ABS, CBS. Cái này nó còn nguyên cây bozin nữa. Nguyên cả bozin nữa. Đúng rồi, bozin còn luôn. Nói chung là nó có đủ đồ theo xe cho anh em. Biển số 61 này mọi người. Biển số 61 Bình Dương. Con này xe quá đẹp là đi. Cứng. Con này lọc máy nó này, cái nước sơn của lọc máy anh chị và các bạn mình nhìn ha. Con này nãy đi bao nhiêu ngàn đó? Con này đi hơn 20. Đi 28 ngàn. Con này thì mình sẽ để cho anh em là 159 triệu. 159 triệu. 159 triệu. Quá phê. Con này đẹp, cứng xe. Đó, 159 triệu thì anh em nào mình mua thì mình cứ liên hệ. Giá là còn giảm thêm cho anh còn em. Giảm cho anh em nữa. Vẫn còn fix cho mọi người. Có trăm năm mấy là mình có 4 máy chạy là tuyệt vời rồi. Hải quan chính ngạch đầy đủ. Tất cả xe mình bán thì bao rút hồ sơ cho anh em hết. Rồi, cái okay. Vấn đề mà sang tên sang tuổi thì anh em không cần phải suy nghĩ. Đây, một con nữa mà mình nghĩ là Z650, con này thì cực đẹp. Con này thì khói cần phải bàn cho mọi người. Đăng ký tháng 12 năm 2018. 12-2018. Cái màu sơn này cũng rất là đẹp luôn nha. Thôi con này, này mọi người, đúng chất xe nha. Các bạn nhìn này, xe mới vừa về thôi, vừa rửa thôi. Xe đi có 3.000 tùy. 3.000. 3.000 tùy mới đi. Z650 thì hiện tại trong nhà còn một con nữa nha mọi người. Con trong nhà là biển Sài Gòn. Con đấy 27. Con đó là giá là như ta? Con đó là 142. 142. Mà đang giảm năm, con đấy còn có 137 thôi. Con này thì nó cao hơn, con này đời cao. Con này mà bozin mà móc nhẹ. Bozin móc nhẹ. Đó, ta là hai máy nữa. 3.000 coi. Con này biển số 67 nè mọi người, 2018 là 149 á. Giày phui, gần chân ốc tán là còn trắng tinh. Nói chung các bạn không chê gì về con này nha mọi người. Đó, mình quay rất là kỹ cho anh em luôn. Mỗi tội có mấy đứa em rửa xe gọi là thuộc dạng cực đẹp. Bên trong gầm mà nớt nó vẫn còn bám y chang luôn mấy em ạ. Rồi, đó là 650 thì con này bán là 149. 149 triệu nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là về dòng Beo 300. Beo 300, 29. Số 93 luôn. 0303 luôn mọi người. Đi có 1200 cây. 1200 con này là mua về trưng chơi sao để không mà chó nó còn gặm mất cái xi nhan sau. Rồi, gặm lôm nhôm cả hai cái xi nhan sau. Đi 1200 cây. Nhông xuyên dĩa còn chưa tăng. Nhông xuyên dĩa chưa tăng này mọi người ạ.
Này chó cắn à? Chó cắn. Mua về chắc là không đi dựng một chỗ này. Để lâu ngày chó gặm mất hai bên. Con này giá nhiêu anh? Con này thì để cho anh em 93 triệu. À, 93 triệu. Đó, các bạn nhìn này. Rồi, bao phê. Rồi, bộ bóng các thứ hình chính đẹp tuyệt vời. Con này thì khỏi cần phải bàn rồi. Đó, những cái video mà quay chi tiết này mọi người chịu khó mình xem ha. Đây là sườn lóc ốc táng nó này. Dựng ở bên ngoài này thì nó khoáng. Nhưng một khi mà đã đưa vào trong nhà rồi thì chỉ quay được mỗi đầu quay đuôi. Quay cái đầu với giá của mọi người thôi. Rồi tiếp tục là R15V3 nha mọi người. Dòng này thì không bao giờ thiếu hàng ở tại đây. Lúc nào có 40 con trở lên hết. Con này thì R15V3 đang rút hồ sơ, con này đời 2019 nha mọi người. Con này 2020. 2020 hả? Nãy chắc ghi lộn 29. Bọc keo nguyên con nha. Đi 4768 cây. Con này giá nhiêu anh? Con này giá của nó là 61 triệu 900 ngàn. À, 61 triệu 900 nha các bạn. Con này thì mình đã góp thì tầm 2020 18 19 triệu có thôi. Chắc tầm 20 á, 20 là mua được không? Nếu như xe này thì anh em phải trả cứ trên 20 thì trên 20 á. Tại vì là cái giá xe này nè, khi mà mình mua trả góp thì nó cộng thêm cái chi phí ra cà vẹt biển số nữa. Mà cái cà vẹt biển số lại tùy thuộc vào cái nơi mà anh em ở. Mỗi vùng có một cái giá sang tên khác nhau. Giá thì mình bao rút hồ sơ thôi. Còn tiền đăng ký là tính thêm. Dạ. Rồi, tiếp tục là một con phiên bản Movita. Con này cũng xanh thôi. Con này xanh và dán. 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 Con này thì có 58 triệu 900 thôi. 58 triệu 9. Đi mấy ngàn anh? Đi 16 ngàn. 2019 luôn. Ừ, sửa lại đi em. Con đấy là 2020 61 triệu 9. Con bên này là 2019. 2019. Giá là 58 triệu 9. Giảm 1 triệu 9 nha mọi người. Riêng cái dòng 150 này vẫn đang giảm ha. Tất cả cái dòng phân khúc 150 vẫn đang giảm 1 triệu 9 một xe cho anh em ấy. Rồi. Con này là màu đen. Đang rút hồ sơ. Con này thì đi 5.000 cây. 2019 đi 5.000 cây. Con này 59 triệu 900 giảm 1 triệu 9 là còn 58 nha mọi người. Những con này thì mình trả tầm 20 được này đúng không? Ừ, 20-21 triệu là được rồi. Nếu mà các anh em mà ở huyện nào đấy chẳng hạn thì mình trả tầm khoảng cứ 20-21 triệu là góp được những con này. Ok. Rồi, một con FZ150. Con này hiện tại bên mình còn nhiều mấy con đúng không anh? 4-5 con nữa. 4-5 con. Con này đang để về trong kho. Con này thì 34 triệu 9 giảm 1 triệu còn 33. 2016. 2016. Đi 34.000 cây. Biển 81 Gia Lai. À, 81 Gia Lai. Đó, anh em nào 81 thì mình muốn mua con này thì mình liên hệ mua nha. Khác tỉnh cũng được, khác tỉnh thì mình rút hồ sơ nha. Xe này là 33 triệu đã. Giảm 1 triệu 9. Con này thì còn 33 triệu thì cũng bao hồ sơ luôn rồi nha mọi người. Dán ba cái thứ lăng tăng nhằng hết lên xe. Đó, dán mọi người không thích mình thì cứ lột ra thôi chứ không phải tòi tiếp gì đâu. Rồi, con Sugar D này mình thấy rất đẹp. Sugar D 110. Con này thì đăng ký năm 2017 hay 18. 28 à? Nó độ lại cái phần đuôi này. Độ lại phần đuôi với cây bô. Con này giá nhiêu anh? Con này thì 22 triệu 900 ngàn. À, 22 triệu 900, biển số 93 Bình Phước. Rồi, đi chậm. Rồi, ok. Tiếp tục là một em GX màu đỏ nha mọi người. Nói chung là những cái hàng này thì còn rất là nhiều trong nhà. Anh em nào mình mua thì mình cứ tranh thủ thời gian mình tới mình ủng hộ thôi. Biển số 61 á, 2019. Cái này đi có 11.000 cây, biển Bình Dương. Đấy, 52 triệu 900. À, 52 triệu 900. 52 triệu 900.
ngoài đỏ. Dàn ngoài thì bao đẹp luôn, không có té ngã chảy xước ở đâu cả. Rồi tiếp tục một con nữa là lấy cái màu đen em R15V3. Hả? Nó không hợp màu, không hợp. Rồi R15V3 con này lên khá là nhiều đồ chơi. 2019 có nghĩa mà khi mà anh em lấy những cái con như này thì anh em về trả phải bỏ tiền lên đồ gì nữa, đúng không? Lên hết đồ nữa. Con này lên hết rồi, con này tay thắng, tay thắng tay năm demo chống đổ đĩa đi 13.000 coi. Người là bô bọng các thứ đầy. Nói chung là con này là đầy đủ đồ chơi phụ kiện, anh em mua là chỉ có việc đi thôi, đổ xăng và đi thôi. Những cái con như này mua thì rất là tiện luôn. Biển số của nó là 66 nha mọi người. Nó lên gạch chắn bùng, nó lên hoàn chỉnh một chiếc xe luôn. Các bạn nào mình muốn mua con nào thì mình tranh thủ thời gian mình ghé tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 48 hoặc 0976741725. Còn trong nhà thì còn rất là nhiều nha cho anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình quay những con mới về thôi. Còn số lượng này còn rất nhiều. Anh em nào mua thì mình cứ liên hệ nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.